Khu di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia Ao Bà Om hiện có hơn 460 cây cổ thụ, hầu hết là cây dầu hơn 100 năm tuổi. Qua khảo sát, do sâu bệnh, thiếu chất dinh dưỡng, đã có khoảng 300 cây có biểu hiện suy kiệt cần chăm sóc, bảo dưỡng và phòng chống sâu bệnh. Không chỉ riêng bảo dưỡng cây cổ thụ tại khu di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia Ao Bà Om, trước đó, tỉnh Trà Vinh đã lập dự án với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng để thực hiện các giải pháp bảo dưỡng, chăm sóc hàng trăm cây cổ thụ giai đoạn từ 2017 đến 2020 trên toàn địa bàn thành phố. Qua gần 2 năm được chăm sóc đặc biệt, có gần 400 cây cổ thụ trên 15 tuyến đường địa bàn thành phố Trà Vinh đã phục hồi.